Em chào các bác, em Lâm đây. Dạ, ta quay tiếp cho bác một con nọc không khí Daikin Balasonic. Con này thì là 70, size 70, dùng cho khoảng tầm 50 m². Đấy, thì trước tiên em xin quay qua về máy một chút. Con này gọi là con Bala mặt gương dâng. Con này đời cao. Đây nó có cái đèn gì này em quên chưa tìm hiểu vì nó không khí này. Bây giờ em làm thêm màn nọc không khí này, cũng đang tìm trong tìm hiểu dần. Đấy, thì em đang còn hai màu. Một con là màu ghi. Đấy, một con thì là mặt màu trắng. Đấy, rất là đẹp. Chả biết mới hay cũ thì em lưng các bác là nhìn này. Thì người ta về lô thì thấy máy nó đẹp. Nên là nó còn nguyên như này thì là bốc luôn. Đấy, bốc luôn. Mà mùng mới tinh luôn. Mới tinh tình tình luôn. Mới tinh tình tình luôn. Đấy. Đấy, mới tinh tình tình luôn. Máy cực đẹp luôn, em lôi gồm nước các bác là nhìn luôn. Máy cực kỳ đẹp luôn. Đấy. Vòng quay mới nguyên. Bác nào mà đang cần máy lọc không khí mùa thu này nó hay khô da các chị em nứt nẻ, đặc biệt những chị mà hay làm văn phòng ấy, hay phải bôi phấn ấy, thì là về nhà mùa này nó khô rất là khó chịu, thì nên sắm đi một cái máy lọc không khí này cho em, vừa là hút bụi trong phòng này, vừa là khử bụi này. Con này nó lọc bụi thì 2.5 này, đấy BM 2.5 rất là đẹp luôn. Đấy. Các chị hay các anh lấy về gia đình nhà mình dùng rất là tiện luôn. Con này thì em đổi sẵn năng điện 220 cho anh chị rồi. Giá thì em bán trước này rất là bình dân. Đấy. Em bán trước này cho các anh chị giá là 5 triệu. Đấy. Giá rất là bình dân. 5 triệu là đã đầy đủ gồm đổi nguồn cho các chị rồi. Đấy. Phí ship ship tận cửa nhà luôn. Đấy. Anh chị nào lấy thì cả alo trực tiếp cho em nhé. Đấy. Mắt máy rất là đẹp. Đấy, giá thì rất là bình dân. Em bật qua điện lên. Bởi vì giờ mà chưa lắp nước chưa thả vào nên là nó sẽ hiện lên 2.5, nó hiện lên luôn. Đấy. Rất là đẹp luôn, nên chỉ test qua thôi vì là em chưa xé màn ra. Đấy. Rất là đẹp luôn. Đấy. Mọi người lấy thì alo trực tiếp hàng không gọi em bên trắng cái màn hình nhá. Đấy. Rồi bây giờ em sẽ quay vào má luôn. Đây, má đây. Má máy đây. Má của nó là FZXGV90. Còn cái má của nó đây có mấy đời, 1, 2, 3, nó có mấy đời này. Thì cái con này của em là má nó đây. Má của nó là FVC70XK. Đây là con này là con má của em, máy của em đây. Con này đắt 2015. Đấy, 66W. Đấy, điện 100V. Đấy, hai vế mở độc lập. Bác nào kết chiếc này thì alo cho em. Đấy. Em chào các bác nhé.